đình anh chị chuyển luận. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép em Kim Dung thay lời cho những người làm chương trình, thay lời cho tân gia chủ, xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và sẽ không để quý vị phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình về phía cánh cổng sân rạp và cùng vang lên những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón tân gia chủ của chúng ta. Đó chính là anh chị triển luận và những người thân trong gia đình sẽ cùng tay trong tay và di chuyển lên sân khấu tân gia để ra mắt diện kiến tới toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Món quà vô cùng yêu thương dành cho tân gia chủ. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Mong rằng quý vị sẽ thông cảm và bỏ qua cho gia đình cũng như là ban tổ chức ạ. Và chúng ta đang được chứng kiến anh chị triển luận đã cùng di chuyển. Dạ vâng, kính thưa quý vị, và hiện diện trên sân khấu lúc này đây chính là tân gia chủ của chúng ta, anh chị triển luận. Và đúng thật là lời chào sẽ cao hơn mâm cỗ. Và ngay sau đây trân trọng kính mời anh chị sẽ cùng cúi đầu một cái thật sâu để thay cho lời cảm tạ gửi tới toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thì chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua câu nói an cư thì mới lạc nghiệp. Bởi ngôi nhà là tổ ấm yêu thương, là nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình đều muốn quay trở về sau những ngày lao động gian lao vất vả, bôn ba ngoài cuộc sống. Và đặc biệt hơn nữa, khi có được cho mình một ngôi nhà cũng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng cố gắng của gia chủ. Và ông bà ta có câu, thuận vợ thuận chồng tác biển đông không cạn. Và trải qua những năm tháng phấn đấu không ngừng nghỉ, trong đó có cả mồ hôi và nước mắt, thì gia đình anh chị chuyển luận đã tạo dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang. Phải nói rằng là bao nhiêu người hằng mong ước. Và niềm vui, niềm hạnh phúc đó của gia đình lại được nhân lên gấp nhiều lần khi có sự trở về đây chúc vui và chúc mừng của toàn thể quý vị. Và hơn nữa, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 6 tháng 9 năm 2024, tức là ngày 4 tháng 8 của năm Giáp Thìn, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của tất cả các thành viên trong gia đình. Và đã chọn ngày hôm nay để tổ chức tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị triển luận chính thức được bắt đầu. Với màn pháo sáng lung linh, những tràng vỗ tay nhiệt tình của toàn thể quý vị kèm với tiếng nhạc rộn ràng vang lên cũng đã chính thức báo hiệu rằng chương trình tiệc mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị triển luận đã được chính thức bắt đầu. Và Kim Dung xin được mạn phép thay lời cho những người làm chương trình, thay lời cho đông đảo toàn thể quý vị quan khách, xin được kính chúc cho gia đình anh chị chuyển về ngôi nhà mới an khang thịnh vượng, giàu phú quý, vàng vào nhiều ký, tiền vào tỷ tỷ, khỏe như lực sĩ, trong nhà lúc nào cũng nhiều tiền tỷ. Và xin mời quý vị sẽ cùng vang lên một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng nhé. Trước bò mè, trước phì nồng hoa sương, sang bón cho hơn hoa qua, trang dương nặng hơn ải đều của tráng mi không lón, trang dương nặng hơn em đều của tráng mi không lành, trang dương lại phì của tráng mi, hơn quảng làng sùng sang mì mỡ, phì bách na, trang sáo mò nặng hơn lờ mắt ló đi ha. Trang sáo sơ nặng hơn lờ mắt dày, cho ngày này hơn hàn mi ế này, hơn sấy mi ế khẩn cân ép bò mè phì nồng ơi. Sơ mà đi qua, chú hơn ơi ai phải cho phải hà lại, mười lì bên chân, mười sắn bên chép, mười lẹp chơi lì phì chân bên mà. Còn cháu này là hát khẩn mưa non, là con khẩn mưa rú, lách nơi khẩn mưa rú ẩu mà ẩu pe, thảo ké khẩn mưa rú ẩu mặn ẩu dân, chứ rú dân mướn phì sèn hầu. Thảo kín điều mua về lái đan, tay ngày na phu đầm chi bền ngà phuông hoang phần, chi rú phần dừng dừ sèn hầu văn pì, chi bền hơn làng lì bóng mi chơ là trải tay lò cà mè pì nồng ơi. Sao mà đi qua, con mè
nay bên đồng hao và cái cháu cần có địa bắc cần mà tủng mà tôm mà cho băng hơn mà là sùng làng trơn ơi ai triển luận các bà mớ xung lộ xung làn giữa tâm bàn tổ chức của bác biết rằng hồi xưa sau lại tàn nả cho hơn hay để lù làm cửa sò chúc buồn phúc xuân trong tuổi hảo rút tiền sang năm hồi bó lít giờ cô cho đi sáng vàng chú cháu hát hảo tuổi ké thầu cái hỏi mặn ké dân hừng lè nơ cho mong họp ba mẹ bên đồng hao lên chơi và cả hảo hẳn khăn mạnh phủ dê phía bản tứng chờ bàn phủ dê cá mương tứng chờ hồ phủ với cả ca lầy ế màn phòng phủ rú nòng rú nam mít bà tổ màu liêng lũ tẩu hầm mắt nhớ sùng dao phủ hết mít bờ sáu lầy phở phủ chờ bàn hết mít làn hầm mít làn bó con hết hù và cờ dê sang lý lầy cây sang lý bên hầm mắt lầy trời lắc áo chờ con mẹ nắp ba mẹ bên đồng chúc phủ chúc con đây nữa. Kính thưa quý vị, mà trong quá trình làm nhà thì chắc hẳn gia đình anh chị triển luận cũng đã đón nhận được những ngày công góp sức của những người thân thương. Anh chị làng sợ hạ bà con làng xóm láng giềng cũng như là các cô bác thợ xây. Và nhân ngày vui trọng đại ngày hôm nay thì gia đình lại đón nhận được những tình cảm thân thương đến từ những người thân trong gia đình. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng những phần quà được trao bởi những người thân thương trong gia đình. Trân trọng kính mời và di chuyển lên sân khấu. Có những ly rượu ngâm để mời rượu tới toàn thể quý vị quan khách ạ. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay tất cả chúng ta đã cùng hội tụ đông đủ về đây với chung một lý do, đó chính là chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị chuyển luôn. Và chắc chắn rồi, những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng ta sẽ cùng thay bằng những tiếng xô thật to được không quý vị ơi? Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng rót đầy những chén rượu của mình và giơ cao chén lên để chuẩn bị rót cùng với đại gia đình kia. Sẵn sàng chưa cả nhà mình ơi? Chuẩn bị đi nào! Các chị gái bên này đã chuẩn bị chưa? Xin mời toàn thể cô chú anh chị sẽ cùng giơ cao chén của mình lên nha. Và lưu ý là nhớ cầm đúng chén của mình nhá. Nếu mà cầm nhầm là người bên cạnh không có chén đâu đó. Chuẩn bị đi đập cả nhà mình ơi.